Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ pin hàng chính hãng với thương hiệu là Olympia Pianus, rất là đẳng cấp, với thiết kế mang phong cách của dòng doanh nhân. Nó thể hiện thông tin ở trong một cái chiếc đồng hồ bao gồm có thứ, ngày và đồng hồ 24 giờ. Thứ nó hiển thị ở góc đồng hồ nhỏ góc 9 giờ. Ngày nó hiển thị ở đồng hồ nhỏ góc 3 giờ và đồng hồ 24 giờ đồng hồ ngày đêm ở góc 6 giờ. Ở trên kim của nó thì có phần giả quang. Rất là tuyệt vời. Tôi sẽ thu nhỏ lại để cho các bạn nhìn tổng thể hơn nhé. Về thiết kế của nó thì vỏ và dây bằng thép 36L là một dạng inox cao cấp dành cho những dòng đồng hồ cao cấp. Sở hữu kính sapphire chống xước và chống nước, các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái. Về thiết kế size mặt của nó là 40mm, thuộc size tiêu chuẩn dành cho nam giới rồi, rất là dễ đeo. Ở núm thì có dập nổi logo của OP. Ở khóa cũng có vậy, cũng có dập của logo OP, các bạn chỉ cần bấm đây cái là ra thôi. Chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về cái thông số ở dưới đáy này nha. Ở đây nó ghi vào vỏ dây inox này, Olympia Pianus này, sapphire có nghĩa kính sapphire, water resist có nghĩa là chống nước. Cái mã của nó là gì đây? Mã của nó là 990-09MCR-407. Ok chưa? Ở đây nó là hàng chính hãng, chính vì vậy mà một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp hãng, thẻ sổ bảo hành quốc tế. Ở trong cái sổ này thì nó bao gồm có hướng dẫn sử dụng và cái địa chỉ bảo hành quốc tế ở tại 31 Đinh Tiên Hoàng, nhà Trường Hoan. Đây là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam. Đồng nghĩa với việc là cho dù bạn mua đồng hồ OP chính hãng ở bất kỳ đại lý nào trên toàn quốc thì cái đồng hồ đó nó cũng xuất phát từ nhà phân phối Trường Hoan này mà ra cả. Ok chưa nào? Tôi thấy ở trên cái thẻ tang này nó cũng có ghi mã này và ghi giá hãng hiện tại đang bán với chiếc đồng hồ này là 4.700.000. Nhưng mà tất nhiên giá tôi bán sẽ rẻ hơn giá hãng. Tuyệt vời chưa nào? Mình thì mình ở Hà Nội. Đối với những bạn ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình để xem và lấy sản phẩm. Còn đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem, đúng mẫu với lấy và thanh toán tiền. Ok chưa nào? Phương châm của mình đó là bán để khách giới thiệu khách, như vậy thì mới bền vững được. Số của mình đó là 0912681586. Mình sẽ đeo thử lên trên tay để các bạn cảm nhận được khi lên tay nó sẽ tuyệt vời như thế nào nhé. Rất tuyệt vời phải không nào? Rất ôm tay, rất là sang. Với một chiếc đồng hồ cơ trên tay á, một chiếc đồng hồ chính hãng trên tay á, thì các bạn đeo đi gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ khách hàng sẽ rất là tuyệt vời đúng nào? Sang và đẳng cấp luôn. Rất tuyệt vời. Hiện tại nó đang còn túi bóng mới, chính vì vậy mà nhìn mức độ sáng nó sẽ chưa sáng, tại vì có cái túi bóng nó che đi một chút. Nhưng không sao, khi mà tháo túi bóng ra thì các bạn sẽ nhìn thấy nó long lanh luôn. Đấy, tuyệt vời chưa? Khách hàng của mình thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc vào Nam, tỉnh nào bên mình cũng có hết. Các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng á, để xem mọi người đã từng mua, đã từng sử dụng nó với mình như thế nào. Đồng thời cũng đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó. Nó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn, giúp cho bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ quý khách hàng gần xa ngày một tốt hơn nữa. Mình sẽ hướng dẫn qua về cái cách lấy giờ theo chuẩn 24 giờ nha. Tại vì cái đồng hồ này thì nó có đồng hồ 24 giờ luôn rồi, cho nên là chắc là lấy sẽ dễ thôi.
Đây, núm giữa rút ra một nấc, các bạn xoay theo chiều này, các bạn sẽ chỉnh được ô lịch ngày này, ok chưa? Các bạn lịch thứ là ta sẽ lấy theo giờ, ok chưa? Vậy có nghĩa là trước khi chỉnh cái này ta sẽ lấy thứ trước. Ví dụ nha, ví dụ hôm nay hôm hôm ngày hôm nay là ngày chủ nhật đi, đúng không? Ngày ngày thứ hai đi, thứ hai thì bây giờ mình sẽ lấy về ngày chủ nhật. Đấy, lấy về ngày chủ nhật đấy, để xem ngày chủ nhật nha. Sau đó bây giờ mình để đóng lại một núm. Sau đó mình rút thêm một nấc, đóng đóng lại hết nha, sau đó rút lại một nấc để lấy giờ với lấy ngày. Ví dụ như hôm nay là ngày mùng 10 đi thì mình sẽ lấy về ngày mùng 9. Ok chưa nào? Mùng 7 8 9, ok chưa? Lấy về ngày mùng 9. Ngày mùng 9 và chủ nhật. Ok chưa? Sau đó bây giờ mình rút ra thêm một nấc nữa để mình xoay giờ. Khi xoay giờ thì cái đồng hồ 24 giờ góc 6 giờ nó cũng sẽ xoay tương ứng. Ok chưa nào? Khi nó qua 24 giờ thì nó sẽ nhảy sang ngày mới, đó chính là ngày thứ hai và mùng 10, là đúng cái ngày mà hiện tại mình đang đang cần cần lấy, đúng nào? Đấy là ví dụ như thế. Đấy, và bây giờ khi mà nó nhảy sang ngày mới rồi á, thì bây giờ bạn sẽ căn theo cái giờ hiện tại bạn đang lấy giờ là bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ là bạn đang lấy giờ buổi sáng thì bạn chỉ cần xoay qua ngày mới phát là bạn lấy luôn giờ hiện tại thôi. Còn trong trường hợp mà ví dụ như bây giờ là giờ buổi tối chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ quay thêm qua 12 giờ một lần nữa, có nghĩa là qua buổi trưa, đúng không nào? Qua buổi trưa, và bây giờ sau khi qua 12 giờ lần nữa thì bây giờ mình sẽ lấy giờ hiện tại, thế là xong. Đấy, cách lấy chuẩn 24 giờ để cho lịch sẽ luôn luôn nhảy vào lúc 0 giờ đêm thay vì 12 giờ trưa, chuẩn chưa nào? Đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời, những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.